rất dễ dàng. À có có cái chú gõ một cái này là ký hiệu là đã lấy xong đấy. Em thì nó mới biết rất hiện đại. Đúng rồi, không biết. Đây bọn cháu chỉ xem qua trên TV, trên mạng thôi, chứ còn đây bọn cháu trải nghiệm thực tế. À, xin chào các bạn nhé, hiện giờ tôi đang đứng ở tại chợ Chi Lăng đây nhá. Ở đây tôi đang đứng ở cái cổng chợ nông sản Chi Lăng nhé, thuộc huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn nhé. Thì vào những ngày này thì là bà con ở đây đang người ta đang thu mua na rất là đông. Thì nữa mình sẽ mời các bạn theo chân mình đi vào trong cái chợ na để tham quan xem là cái chợ na nó như thế nào nhé. Bây giờ mình đang đứng ở ngoài đường nha, mình quay ở ngoài đường, cái đường mà đi Hà Nội Lạng Sơn á. Thì đây các bạn sẽ nhìn thấy cái chợ na nông sản Chi Lăng này. Ở trong cái chợ này bà con giờ đang thu hoạch na, như là na khắp nơi, người ta về đây thương lái người ta về đây nhập na rất là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi vào trong này tham quan cái chợ na như nào nhé. Đây na này rất là đẹp. Đây toàn na đẹp này. Vâng. Ôi ở bên anh ngoài này là bán, đây là toàn bán lẻ đấy không? Ờ đây là bán lẻ. Vâng, na đẹp. Na đẹp vậy thì bao nhiêu tiền một cân hả bà? 35 cho. 35 và. Đây là toàn những na mới hái này, còn có lá này này. Vâng. Vừa mới xếp gà. Đây 35.000 một cân nha các bạn. 35.000 một cân. Cháu quay hình để quảng bá hình ảnh na mình và đây, na mình. Đây na Chi Lăng là đẹp nhất rồi. Ăn có vị ngọt, đây có phấn. Đây đang mở mắt. Biển đây này rồi, cái chợ đây này. Vâng. Đây đây, khu họp chợ nông sản na Chi Lăng này. Đây là cái chợ nông sản đây. Vâng. Ở đây còn có chợ nào nữa hay là chỉ duy nhất một chợ này? Vâng. Đấy, chợ này rất là đẹp. Cả huyện Chi Lăng có chợ to nhất, còn các chợ kia là chợ nhỏ thôi ạ. Đây na phải lấy ở tận trong núi này ra chứ mà. Trong núi này xem tí. À đây là trong núi ra. Đấy, trời nó đằng sau cái núi này đúng không? Vâng. Đấy, trời xả đấy. Thì có muốn vào trong kia quay phim có đường vào không nhỉ? Được nha, đẹp. Cháu có leo được không? Cháu leo được. Anh ơi em bảo nhá. Bây giờ anh đi lên trên này. Tầm độ 200 mét có cái trường tiểu học ấy, anh đi thẳng vào trong này. Chân là đi xe máy nơi là chỗ đấy là người ta hay quay phim nhất hay là không? Vâng, hay vào đấy. Lên đây sao? Tầm 200 mét xong có cái đường trường tiểu học ở bên tay trái là anh chạy vào. Trường tiểu học ấy. Ô tô vào được không? Được. Tí nữa đi mình đi xe ô tô vào đấy nhỉ? Còn bây giờ mình đi tham quan một vòng nữa. Thế buổi chiều cũng đông thế này không? Buổi chiều không đông này đâu, buổi chiều bán lẻ thôi ạ. Buổi chiều bán lẻ. À thế là buổi sáng thôi. Cái na cái như thế này gọi là mở mắt rồi đúng không? Vâng, cái này là nó chưa chín hẳn. Chưa chín, cái này là mai về là có quả chín rồi chị. Mai. Và vâng. Cái này nếu mà đóng đi là phải bọc báo à, hay là chỉ cho thùng xốp thôi? Ra xong là hộp ấy xong mỗi lần một lượt báo. Dạ. Thế giả dụ như cái quả như thế này thì chị bán bao tiền một cân? Đẹp cái này. Xô này 40 anh. Xô 40. Thì giả dụ như cái chín này có đắt hơn không hay là cái chín này là rẻ hơn? Chín bé này thì bao tiền bà? Chín á? Cái chín là rẻ hơn chứ hả? Chín 20.000. Đấy, à. Bé tiền, to tiền này. À. Ở trên này nhà nào cũng nhiều na nhỉ? Trên này thì có, tí nữa sẽ vào đấy. Hôm nay người ta đang thả na xuống. Bây giờ là đang tời à? Vâng, đang tời. Còn nếu mà lúc buổi chiều thì lại không có nữa? Tầm 4 rưỡi 5 giờ đi, đổ đi đến 6 giờ người ta mới thả. À. Đấy, lúc đấy hái xong người ta mới thả. À. Tầm này nó đang về đấy. Người ta gọi là na Việt Gáp là na như nào? Na Việt Gáp thì là na sạch. Nó có thương hiệu na Việt Gáp thì ở công ty nó đến nó đặt nó cho thuốc sâu rồi là phân bón. Phân bón thì là nó kiểm định rồi là được Việt Gáp, na sạch. Là na Việt Gáp. Người ta dán tem vào. Vâng. Thế cái chỗ đấy nó làm ở đâu? Trong này gì? Vâng. Rồi, tí nữa lên đấy xem. Đấy, anh vào trong này này. Rồi, em cảm ơn chị nhé. Đi vào trong này đi. Na đây cháu ơi.
Vâng. Đây là trong chợ này. Đi vào trong này xem nào. Chợ bạt ngàn na luôn. Đây có rất nhiều na này mà. Bao tiền một cân hả chị? 40 anh ạ. 40 hả? Nhan đẹp này. Vâng, để toàn na đẹp đấy. Rồi đi vào trong này thử xem nào, nhiều na đấy. Đây bên này đẹp hơn. Em chào mấy chị nhá. Em quay phim tí. Đây chị đóng na, chị đang đóng na. Cái này mình đóng là mình phải lót giấy báo này hả chị? Chị ơi, cái quả na này khi người ta hái là người ta chỉ cầm hai ngón tay thôi hả? Sao em thấy nó không có mất phấn gì cả đấy? Nhờ yeah. Quả này mai thì mới chín nhỉ? Chung chung này thì bao tiền một cân hả chị? Tôi không biết đâu, hỏi chú ấy. Đóng này chỉ biết đóng thôi. Chú Ly này, hỏi chú Ly này là... Hỏi cô Ly. Chú Ly này biết được ngu nào. Ờ, đi một vòng sang kia đi. Ui nhà này đẹp lắm nà. Em chào hai chị nhá. Em quay phim tí. Nà, em chưa biết cách đóng na như nào. Đóng hàng dài xuống ra này này cháu ơi. Dạ. Yeah. À phải lót cứ mỗi một lần một đợt xong rồi lại lót một lần báo. Ừ. Đẹp. Yeah. Nó còn quy kết lên thế này nữa này. Còn na tối. Còn phải muốn mà hàng phải kết lên thế này nữa. Cái na này là na cuối vụ rồi phải không chị? Na bi rồi. Na bi à. Bây giờ là vẫn phải dưới vụ chứ chị? Yeah. Bây giờ trên núi đang rồi biết. À, okay. Thế cái na này là ở trên núi hay là ở dưới hả chị? À, ở cái chân này chắc là ở vườn là hết cái núi rồi. Rồi. Mới đang được. Yeah. Bây giờ ở vườn là ở ruộng, cái này là ở ruộng. Ở ruộng hết lại. À, thế là cây na là mình lại điều khiển được là trên núi lại khác. Trên núi nó ăn nó ngon hơn. Yeah. Nó ngon hơn cả ở dưới. Nhưng mà ở ruộng nó nhanh được hơn. À, nó ấm hơn chắc thế.
Đây cái nhà kia to nhỉ, cái gánh kia là to thế. Nhà đấy là nhà khác rồi chứ phải không? Có nhiều nhà lắm hả? Nhà lắm. Nhưng mà Na kia là ở trong núi rồi đúng không chị? Đúng rồi. Đúng rồi. Một... Nó đẹp thì thế. Nhưng Na trong núi đẹp. Đúng là phải úp xuống này này. Chứ không phải ăn thế đâu. Làm đẹp cho người ta. Cái này là chắc là xuất đi miền Nam đấy. Cô này nó có Giang thôi. Giang. Chắc cô ấy bán lẻ. Ôi em chào hai chị nhá. Đi sau bên này tí. Đắt hơn ở đi ra buôn. Anh Na đây, Na trên núi à anh? Đây, Na trên núi nó đẹp nhỉ. Như này thì bao tiền một cân hả anh? 15. Ừ, 15. Có nhà thì 40 nhỉ? 40 thì nó lại nhiều giá. Đây à, đây vừa vừa thì bán vừa đó. Đây Na đẹp. Rất nhiều Na các bạn ạ. Trong chợ này có rất nhiều Na. Đúng là chợ Na chỉ có Na thôi. Đây. Ê, ở đây rất là đẹp, ở đây bà xuống ấy. Bà ơi, Na của bà bao tiền hả bà? 16. 2 đồng. 20.000 một cân hả bà? Rồi. Đây Na rất là đẹp. Đây là Na trong núi hả cô? Ê, là phải làm được cái này cầu kỳ nhỉ? Làm cái này chắc ấy. Đâu? Ở chỗ nào? Thế hả? Đi hoài đây, đi hoài đây, đi hoài đây. Ui, những cái nhà đấy xe đẹp nhỉ? Đây các bạn, Na rất là đẹp. Na đây, Na trên núi nhé các bạn. Nhà này, nhà Na rất là đẹp. Chị ơi, cái to quả to đấy bao tiền một cân hả chị? Quả này nếu mà bán riêng chúng ta phải 50 một cân. Cái này Na trên núi rồi nhỉ, nhìn nó đẹp lắm. Nó cũng người ta bảo Na gì nhỉ? Na Thái là Na như nào nhỉ? À, Na Thái đây, bây giờ ở đây cũng chưa có đâu. Chưa có. Na Thái như quả Na nhựa ấy. Na vào đây. Thái bên có đâu. Trước
Đây đang đóng chuyển hàng đi Hà Nội. Đây mọi người đang lấy na từ trên núi về rất là nhiều. Đây na này. Quần áo dân tộc, bà dân tộc à? Dân tộc. Cân nung á? Lái cân nung á? Cái này khái cái lái phải? Cái này là khái khí chứ hạ chín. Khí hạ chín thôi này. Cái này ở tỉnh xa hay là ở tớ tì? Ở tỉnh xa? Hớt phải vô tỉnh hư. Chỗ đâu hàng đó này á? Thuộc về thị trấn Chi Lan mà cháu. Vâng. Lán về phóng viên à? Lán cần hiểu lúc này mà. À, về phóng viên đấy. Vâng. Cháu đi từ đầu kia lên đây mới thấy mỗi bà mặc quần áo dân tộc ở đấy. Bà bỏ cái trang ra cho cháu nào. Bà bỏ cái trang ra của cháu đấy. Bà bỏ trang ra. Bà nhìn xinh thế này cơ mà. Bà bỏ trang ra. Truyền hình nhiều lắm rồi. Bà rất là đẹp lão. Nhà bà có nhiều na hả bà? Bà có ít lắm ơi. Bà có mấy nghìn cây bà? Con à, bà đi buôn thôi. Bà đi buôn thôi. Cháu ơi, con na này đi cháu. Na này đẹp, coi như đẹp. Đây đẹp. Thế cái chín này thì bà bán bao nhiêu tiền bà? Cái này 20 thôi cháu. Vâng. Lấy hộ bà nhé. Vâng. Cháu đi quay phim tí nữa cháu quay lại cháu mua. Đây bên này đẹp này, toàn na đẹp. Tí nữa cháu có lại bà. Đây toàn na đẹp. Em chào chị nhá. Quay la đây nhá, quay người đâu đấy. Vâng. Quay trong quay ở đây ngồi ăn la nhá. Vâng. Đây toàn na đều các bạn ạ. Cái na ở Chi Lăng này thì là có cái vị ngọt nhất. Chả có nơi nào đẹp mà ăn mà ngọt như cái na ở Chi Lăng. Nổi tiếng Chi Lăng, ai mà đến Lạng Sơn mà chưa ăn na thì coi như là chưa đến đất Lạng Sơn nhé. Na nhiều nhất đất Lạng Sơn, ngon nhất đất Lạng Sơn. Ngon nhất đất Lạng Sơn. Nhà nào có na. Đây Lạng Sơn ăn na sướng cả đời luôn. Cô nào muốn ăn na thì về lấy chồng Lạng Sơn nhá. Về lấy chồng Lạng Sơn ăn na sướng cả đời luôn. Chồng Lạng Sơn ăn na sướng cả đời. Đây nhà na rất là nhiều luôn. Bạt ngàn na luôn. Đây có rất nhiều khách du lịch khắp nơi về đây à. Mua na ở đó. Đây khách du lịch à. Na
chín có nha, mà na na mỡ, na mới mà mất cũng có này, các loại na. Ở trong chợ trong kia thì là bán buôn nhá, chủ là bán buôn, còn ở ngoài này thì bán chủ là khách đi đường, đi du lịch qua đây, khách đi du lịch thì qua đây, ở ngoài đường thì chủ là bán cho khách du lịch. Tắc đường cũng vào được. Đây na đẹp đấy. Anh ơi, cái này na này mới lấy trên núi xuống à? Ừ, vừa lấy trên núi xuống. À, trong kia anh? Ừ. Lát em vào trong đấy em quay và trong rừng. Anh cho vào cho em đi. Lấy xuống sắp hết chưa anh? Sắp hết rồi. Anh chơi. À, na còn nhiều lắm. Còn nhiều, nhưng mà buổi sáng này, buổi sáng đến mấy giờ thì là hết? 12 giờ. Và hết được na. Anh sáu anh cứ bán không mua được. À. Tí bỏ na ra cho anh này quay về để lên kênh gì nhỉ, xem lên kênh YouTube. Và em là kênh Phú Núi TV. Và để bà con những ai mà xem đấy thì có ai mà chưa biết đến na thì đến Chi Lăng mà xem. Đây na nhà anh rất đẹp nhá. Đây đấy, na nhà anh đúng không? Tuyệt vời luôn. Một cái này thì mấy chục cân hả anh? 25 cân. Ui dù, nặng lắm nhờ. 25 cân. Đó. Na của anh đẹp này thì được chắc phải được 40-50 nhờ. Để được đấy. Phải, phải. Ui đẹp lắm. Đây na của nhà anh đúng không? Tuyệt vời. Đây. Bây giờ mua xong đéo biết đứa nào nữa nhỉ? Toàn na đẹp. Chị chị chào chị nhá, em quay phim một tí. Để na đang về rất là nhiều. Đây con na nhà anh ấy đẹp nhất, đẹp luôn. Ừ, nào đẹp thế. Nhà anh tuyệt vời luôn. Tuyệt vời không? 50.000 một cân đấy anh nhỉ? Đấy, nhà đấy đẹp. Đây là một nhà này. Đây chắc là một nhà đấy. Đây chắc là một nhà. Bên kia chắc nhà khác rồi nhỉ? Đây chắc là nhà khác. Đây có mấy nhà này đẹp không? Mấy nhà chắc ở cùng một khu, cùng một chỗ lân hay sao ấy. Đấy, bên kia trong kia thì đang nóng hàng. Bên kia đang nóng hàng đi. Đây là mới trên núi mới xuống ấy. À, mới cắt xong rồi. Na đẹp thì 30, còn na xấu thì là 15, 18, 20 nhé. Rất là nhiều. Nhưng mà bán lẻ thì vẫn là trên 30, 40.
Cái này ở trên núi xuống. Nhà tôi đóng đều. Mới ship chè đây, chỉ ship chè luôn. Mua một cốc chè ở đây. Vâng. Ôi giời, cái này đẹp nhỉ? Đấy, cái na chị vừa lấy số này này đẹp, đẹp như người này, đẹp như chị. Đây chị, na chị này đẹp không? Quay người. Chị, na của chị là ở trên núi này à? Ở trên núi đá đấy. Dạ. Trên núi đá chị vừa xuống lên đây này. Hình như là cái na ở trên núi nó lại đẹp hơn ở cái na ở dưới đất nhỉ chị? Đúng rồi, trên núi cái má nó sáng hơn, nó trắng hơn. Sáng. Cái này thì sáng mai mới chín được nhỉ? Sáng mai là chín hết đâu. Cái na đẹp như thế này thì là bao tiền một cân chị? Chị bán 27-28 nghìn. 27-28. Đấy là mình bán vuông hay là bán? Đấy chị vừa mới cắt luôn đấy, cắt luôn, vừa mới xuống đến đây này. Bán lẻ thì phải đắt hơn chứ? Yeah. Bán lẻ chị không bán lẻ đâu đây. Đây chị còn bán hết cả cái này thôi. À, tức là nhà mình có nhiều là mình không có thời gian bán lẻ. Không, không có thời gian bán lẻ. Bán buôn thôi nhỉ? Cả có ít như thế bán lẻ ngồi nó mất việc lắm. À. Nếu em ra ngoài kia có mấy người, có mấy bà đó là nhà không làm đâu, toàn mua lại xong ngồi bán thôi. Mấy bà này nói thật phết này. Nói thật nhỉ? Nói thật mà. Cái này rửa đi này, có ít này. Rồi mua rồi. Mua rồi. Dạ. Em cảm ơn hai chị nhé. Vô trong này đi. Nó bị dài đi sâu lắm. Thế? À, cái này là trên đấy điều khiển nó chứ nhỉ? Ừ, trên đấy điều khiển. Chạy động cơ xe máy không à? Đấy, cũng hành xe máy nhỉ. Không phải động cơ đâu, nó thả là thả xuống không thôi chứ này. À, không cần động cơ. Không cần động cơ gì à? Nếu mà rồi xuống thì ở chỗ nó phân lên thì nó cần xe máy. Đúng rồi. Rất dễ dàng. À, gõ. Có kìa, chú gõ một cái này là ký hiệu là đã lấy xong. Đấy. Rất hiện đại. Đúng rồi, không biết. Đây bọn cháu chỉ xem qua trên TV, trên mạng thôi, chứ còn đây bọn cháu trải nghiệm thực tế. À, đây là lấy số là gõ một cái là trên đấy là đã biết là đã lấy xong rồi. Tiếp tục là theo vào luôn. Cho lên là treo vào. À. Có mà. Ờ. Trong này nó nhiều cái đấy. Trong này nhiều lắm hả ông? Chất chồng chất. Cái và... trên cái dưới. Và... Nó không có chỗ. Nhưng mà do này nó thả và thấy ít là lúc nãy nó thả rồi cái lên cao su bầm. Thì khả năng hôm nào cháu phải vào đây quay đúng vào chỉ vào trong này quay một ngày thôi đi vào trong các lần ấy. Nó vãn rồi. Tầm này là vãn rồi nhỉ? Không, vẫn còn nhiều, nếu mà khoảng độ từ vào rằm thì nó cũng ít. Đây là toàn cái người ở đâu về là về đó, làm hả? Toàn dân xã đây à? Quanh xã này rồi. Mấy cái làng xung quanh còn à. Có người khác về đây làm thuê không? Không, người khác thì năm nay thuê. Nó làm thuê hết rồi, nó thuê ít lắm. Và từ quá nhiều nó thuê, không làm nó thuê đâu. Trời ơi, gặp sáng mặt chiều nó bán được hết mà. Và hình như là gia đình khác tự làm hết nhỉ? Ừ, các bạn. À, thế là khác nhỉ? Có nhàn rồi. Thế là cái na này là mình phải dậy từ mấy giờ hả cô? Đấy, đi lấy là cứ tầm 4 rưỡi ăn xong rồi đi. 4 rưỡi đi rồi. Vậy ăn cơm xong đâu đấy là 4 rưỡi là đi. Nhưng mà cứ tầm rưỡi cơm mà mỏi này. Đến giờ mới xuống đấy. Cái van nhà chú là bên nản đây nhà, dọc từ đây lên đến nản kia. Không, nó chỉ một phần nào đấy thôi. À. Thằng mấy phần đấy chú nhỉ? Hay mấy chủ đấy? Mấy ba chủ ở trên cái nản nản đấy. Và nên cô nhà cô lên nản trắng chưa? À. Trên nản trắng. Trắng ở ngay hiu lũ này thôi mà. Trắng ngay dưới này thôi. Nhưng mà ở dưới kia thì mới bắt đầu tập làm na thôi.
mới đang làm thôi, chưa nhiều đâu. Làm nhiều lắm chứ. Cái kinh thì làm nhiều. Ở khu cháu thì mới bắt đầu thôi. Hồi xưa là có mấy anh lên trên này là gính na xong nó bắt đầu về mới tập làm chứ không biết làm đâu. Na ở những chưa họ đang mới được tập làm không được đẹp như Nam. Chưa có kỹ thuật nhiều. Làm nó phải làm phải làm đại trà cơ. Đó là bón phân thôi. Nhiều tốt thì cái chất đất một phần thôi. Là chất đất đấy chứ. Hợp đất. Đất ở đây với trên kia là cái quả nhìn nó khác nhau rồi nhá. Và đúng rồi, so chăm bón rồi do chăm bón hết. Chú là gõ một cái là lại bắt đầu lên. Làm tín hiệu. Công ở trên nó cũng tự mình chưa lấy ra. À. Chưa lấy ra thì toàn nó thẳng là trùng nhau. Đi vào trong thử đi. Ơi, hai chú làm nhé. Cháu đi vào trong này.